Bây giờ cô uống uống à, Coca có Coca không? Có. Nè Coca đây nè. Ồ, ngon quá à. Cái đó là bao nhiêu tiền vậy? Mấy chục ngàn. Mấy chục ngàn đúng hả? Mấy chục ngàn. Mấy chục ngàn là bao nhiêu? Tôi không có tiền, tôi không đi làm đi mất tiền sao? Thì khỏi tiền. Khỏi tiền luôn hả? Cho